Xin kính chào ban giám khảo của cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021. Chúng em là nhóm học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Em tên là Dương Thị Hằng Nga, học sinh lớp 9A của trường Trung học cơ sở Úc Kỳ và đây là thành viên của nhóm em. Em tên là Dương Thị Lan, học sinh lớp 9A trường Trung học cơ sở Úc Kỳ. Chúng em tham dự cuộc thi với dự án khởi nghiệp kinh doanh thực phẩm Fresh Food, căng tin trường học. Chúng ta đều biết thời gian nghỉ của học sinh, sinh viên, thậm chí là các giáo viên giữa các tiết học là không nhiều. Hầu hết các căng tin tại trường học thường mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị tốt cho một bữa ăn chất lượng trong thời gian ít ở đó, và họ cũng chưa có chiến lược kinh doanh nhanh chóng mà hiệu quả. Đa số các trường trung học cơ sở chưa có căng tin tại trường học. Những quán ăn ở ngoài cổng trường thường không đảm bảo vệ sinh, hay có những món ăn không được lành mạnh, tiềm chứa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng. Với mục tiêu thu được lợi nhuận mong muốn, mở rộng quy mô dự án và làm giàu từ dự án, hợp tác cùng trường học và một số cơ sở cung cấp nguyên liệu để đem đến cho học sinh, sinh viên và giáo viên những món ăn đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao hàng nhanh chóng, tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian giải lao của mỗi học sinh trong mỗi tiết học. Hình thức kinh doanh của dự án là gọi đồ ăn trực tiếp tại quầy, gọi đồ ăn qua fanpage của Fresh Food trên Facebook. Tùy từng trường học có thể giao đồ ăn đến từng lớp, từng văn phòng thông qua đơn đã đặt từ fanpage của Fresh Food. Fresh Food tạo sổ quỹ tiền mặt cho khách hàng. Khách hàng có thể thanh toán bằng số tiền có trong quỹ của mình, luôn linh động trong việc thay đổi khẩu miệng phù hợp với mọi người. Lợi thế cạnh tranh, địa điểm kinh doanh trong trường, tiền thuê mặt bằng rẻ, hợp đồng kinh doanh đảm bảo, chất lượng dịch vụ tốt, đãi ngộ đối với khách hàng trung thành, giá thấp, tạo ra một bữa ăn nhanh chóng nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, chủ động tìm khách hàng trên mọi hình thức, giao hàng tận nơi, trong lớp học, trong văn phòng, có trong web riêng, thuận lợi cho việc gọi đồ ăn trước giờ nghỉ. Đồ ăn được làm ngay khi gọi nên đảm bảo về chất lượng, ngon miệng, đồ ăn đa dạng, trang trí đẹp mắt. Ý nghĩa của dự án: tạo thu nhập cho cá nhân hay chủ đầu tư, tiết kiệm cho khách hàng bởi giá cả hợp lý, tạo ra những món ăn lành mạnh, bổ ích, an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên. Hướng phát triển: tạo ra các sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh, sinh viên, liên kết với nhiều trường học để tạo ra chuỗi hệ thống các căng tin trường học, mở các quán ăn nhanh ở ngoài trường để bán cho học sinh, sinh viên ngoài giờ hành chính.